Hello hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của công ty cổ phần Techsao Việt Nam. Các bác quý em đang đứng ở đâu không ạ? Đây chính là ngã tư Hoàng Minh Giám giao với Trần Duy Hưng. Phía trước mặt em đây đó chính là siêu thị Big C Thăng Long. Ngay bên đây đó chính là bệnh viện Thu Cúc. Không gian ở đây vô cùng đẳng cấp. Và ở ngay phía sau lưng em đây ạ, đó chính là quán Ba Bia The Pilot. Quán Ba Bia The Pilot thì được anh em Techsao set up cho hệ thống âm thanh loa Four Acoustic Pro Audio Jack Money, và cấu hình ở đây sử dụng đó chính là hệ thống V-Series của Four Acoustic. Với V-Series thì có thể sử dụng cho indoor hay outdoor cũng vô cùng tuyệt vời. Như ở clip trước thì không gian ở đây vẫn còn rất là ngổn ngang và vẫn chưa thể lên nhạc để cho các bác trải nghiệm chất âm ở cái không gian outdoor bên ngoài này. Thì ở trong clip này em sẽ giới thiệu một chút về không gian ở đây và sẽ mời các bác trải nghiệm chất âm. Phía trước mặt em đây đó là Grand Plaza Hà Nội. Còn bên đây đó chính là nhân vật chính của chúng ta, The Pilot. Bây giờ thì em sẽ tiến vào không gian bên trong này để xem là sau khi hoàn thiện thì không gian đây sẽ như thế nào nhé. Ở phía bên trong này thì có hai chiếc Four Acoustic của chúng ta phủ cái không gian bên trong. Các bạn có thể thấy treo ở trên này rất là gọn gàng, không ảnh hưởng đến không gian phía dưới các bác. Ngay phía bên này thì đó chính là hệ thống Four Acoustic để phủ âm thanh ở không gian bên ngoài. Các bác có thể thấy không gian ở đây rất là gọn gàng, rất đẹp luôn ạ. Bây giờ thì em sẽ tiến lên phía bên này để ra không gian bên ngoài. Ở cái không gian này thì cũng được phủ âm thanh rất là tốt đấy các bạn. Đây, tiếp tục lại treo chiếc loa ở khu vực này để phủ âm thanh. Và bây giờ thì em sẽ xuống dưới giới thiệu với các bác một hệ thống sản xuất bia tươi ở đây, và các bác đến đây trải nghiệm bia tươi trực tiếp tại chỗ, rồi nghe âm thanh từ hệ thống loa Four Acoustic thì vô cùng tuyệt vời đấy các bác ạ. Đây, không gian của các chiếc máy sản xuất bia tươi đây ạ, ở khu quầy bar rất mới, rất đẳng cấp luôn đấy ạ. Và bây giờ thì em sẽ tiến vào bên trong để chúng ta cùng nhau xem tủ máy nhé. Ở bên trong tủ máy thì cũng khá là cơ bản thôi, một chiếc quản lý nguồn, một chiếc vang cơ, kèm theo đó là hai chiếc âm Free Fire, một chiếc SX2080 để sử dụng cho chiếc súp, còn một chiếc SX4080 để sử dụng đánh bốn chiếc loa full. Và bây giờ thì xin mời các bác là ra bên ngoài trải nghiệm chất âm của hệ thống loa Four Acoustic. Nhưng mà lưu ý một chút là vì đây là không gian outdoor và bên cạnh một ngã tư rất là lớn nên khá là ồn ào các bác ạ. Ok.
Thank you.
Thank you.
Tech Sound Việt Nam, showroom trải nghiệm âm thanh cao cấp, tọa lạc tại địa chỉ số 7 dãy B2, shop house 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, với các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hotline liên hệ 0942 97 96 96, 0933 469 555 hoặc truy cập website techsound.vn.